Rồi xin chào các bạn ha. Thì hôm nay là có một cái lô mai mới về là xin được ra mắt với các bạn ha. Thì đầu tiên mình sẽ là cây số 1 ha. Đây, đó. Rồi. Thì bây giờ sẽ tiến hành đo cái hoành để cho các anh em xem ha. Rồi thì đây là cái cây số 1 nha các bạn. Mình sẽ giao lưu với các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đo cái hoành nè. Rồi, anh đo cái hoành đây anh trai. Rồi 11. Rồi đo cái đế cao đi, cao cái đế đi. Cái đế cao đo, anh đo tự cho anh đo đo lên á. Hai mấy? Xích xuống chút giữa giữa bụng cũng được. Rồi. 34. Rồi 34, rồi anh đo chiều cao đi. Thì cái bàn này nãy 11, chiều cao có đế nha các bạn. Chiều cao nhiêu vậy? 70. 70 hả? Rồi. Thì anh xoay vòng đi, xoay vòng để cho khán giả ta xem. Đó, thì xoay từ từ đây, cổ đế nha các bạn, đây. Rồi, anh đo cái đường kính của cái bầu đi. Xin các bạn 30. chút. Xin. Cho nó vô 29. giữa chút, cho nó vô giữa chút. Rồi, nhiêu vậy? 29. Rồi, 29 nha, 29 gần 30, 30. Rồi, giờ mình sẽ quay vòng thì sẽ xuống cây này. Cây này báo giá cây số 1, giá 450 ha. Báo giá lên đây luôn. Rồi các bạn. Rồi cái tiếp theo cái đây số 2 đi. Ở đây thì đây là cây số 2 nha. Rồi, đo hoành đi. Cây số 2 này có cái đế thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái đế trước. Ủa đo cái hoành trước nha, mười mấy 16. 16. 16 ha. Mình để đây. 56. Rồi đo cái bầu đi anh trai. 50. Đo giữa giữa chút vậy đó đo ngang vậy đó. Như vậy. 27. Rồi. Rồi đo tổng chiều cao đi. Chiều cao thì cũng rất là cao nha các bạn. Cái này chắc cũng nghĩ không có cao chơi cao gì đâu, tại vì như vậy. 101. Rồi, thước mốt. Rồi, cái chiều cao bầu. Chiều cao bầu chắc cũng khoảng tầm 20 à. 20 hay mấy à. Rồi, đây là cây số 2 ha. Cây số 2 nè. Thì bây giờ mình sẽ quay cái bầu đế cho các bạn xem nè. Bầu đế này ha. Thì cây này mình bán giá đó là quay vòng cái em chơi. 700 ngàn ha. Rồi. Rồi. Rồi tới cây số 3 ha. Cây số 3 này có cái bộ đế cũng khá đẹp mà. Rồi cây số 3, rồi anh cứ đo đi. Anh đo cái hoành trước đi. Rồi thì bây giờ sẽ tiến hành đo hoành của cây mai này ha. Đó. Cây mai này có bộ đế rất đẹp nè. Hoành nhiêu vậy? Đo ngược rồi đó. Bao nhiêu vậy? 15. Bằng 15 ha các bạn. Rồi. À, đo chiều cao, chiều cao. Thôi đo cái hoành đế cũng được nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đo cái hoành đế nè. Nhiêu vậy? Xích xuống chút giữa giữa bụng. Giữa giữa bụng á. Ừ. Xích xuống. Thấy cho dễ xem. Cái này chứ không có cần thiết mới đo cái hoành nó đế thời gian phải đo. 57. 57 là đo hơi cao một chút nha. Rồi. Nó cây cây này cái có dáng bay này các bạn thấy không? Nó. Rồi. Nhiêu? 67. 67 ha. Rồi, thì đây là cái đế nè. Rồi anh quay từ từ đi để cho anh em ta xem cái đế. Cái này cái lô này mới bứng dài không các bạn hổm mới được bứng có cái ông nào ông vô cũng nói mai si muốn bệnh không gì á. Này là đào từ cái dưới ruộng là cái ruộng mai nè, lúc mà trước mình cũng đã quay rất nhiều đó anh em biết rồi đó. Nó cái đế nè. Cái này thì đế rất là đẹp ha. Rồi cây này giá cũng là 700 ngàn. Bằng cây số số 2. Giao lưu cho anh em chơi luôn ha. Rồi tới cây số 4. Tới cây số 4, cây số 3 là giá 700 ha. Rồi.
Cây này thì nó gì được cái già nè các bạn thấy không? Già. Hoành thì chắc cũng tầm khoảng cái hoành mà cái hoành anh đo cái hoành ngay đây nè. Rất là lớn nha, hoành mà nó dưới thì nó rất là lớn, còn trên tự nhiên có một cục này nè các bạn, nó cái cây này thì nó hơi cũng hơi quái quái chút nó. Anh đo cái hoành đó đi, nhiêu? 26 ha. Quay qua đây nè, quay lại cho khán giả xem. Rồi 26. Đó các bạn thì rồi đo xích trên chút đi, đo cổ ngay đây nè. Thì cây này nó ngộ cái là nó lên được cái cổ tại vì lúc người ta cắt nha các bạn. Xích lên chút đi, cái đó là thì ba mấy rồi biết rồi. 33, 31 chứ, 15. Đó cái cây nó lên 15 thì cây này nó nhỏ. Đó, rồi đó, anh đo chiều cao đi. 81. Rồi chiều cao chính cho mình 81 rồi, cái này cũng không có cần cao nữa, nữa về chắc cũng phải cắt lại thôi các bạn. Đây. Đó. Bạn thấy không? Rồi anh quay vòng đi. Từ từ đó, để quay từ từ. Bạn năm cây này rất là dài nha. Hồi nãy em nói hoành có ba mấy đó, hoành dưới ba mấy á. Rồi. Cây này giá 600. Rồi, tới cây cây thứ tư phải không? Cây thứ tư. Rồi tới cây thứ năm. Rồi này là cây thứ năm các bạn. Bây giờ quên quay số nữa. Rồi, anh đưa cái số đây cho anh. Rồi cây này thì bây giờ anh chưa hết đo để em quay cái. Rồi đây là cây số 5 nha. Tàn rất là nhiều nè, thấy không? Đó. Rồi bây giờ anh đo cái chiều cao của cây này mai này đi. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái chiều cao của cây mai này trước. Trước khi mình sẽ tiến hành mình đo cái hoành của nó luôn ha. 116. Hoành 116 ha các bạn. Cao. Rồi, đo hoành đi anh trai. Rồi chưa. Đó, cây này nó tàn rất là đẹp nè. Này là từ gỡ ruộng mai về, tại vì bứng vậy phải lặt lá đừng cho nó mất nước nha các bạn. 25. Này bao sống luôn á. 25. Rồi 25. To gì mà 25 hả? Đó. Rồi anh quay đi, anh quay cho khán giả ta xem đi. Cây này thì nó có 3 cộng đế, nhưng mà chúng ta chơi mai tàn vẫn được. Đó. Rồi thấy không? Rồi quay từ từ thôi, quay từ từ thôi. Đó, các bạn thấy không, đây đó. Rồi cây này giá 650.000 ha, 650.000, không có bao ship nha các bạn. Cây này bán rồi, đem xuống đi. Rồi cây số 5 nha, 650.000. Tiếp tục. Rồi cây số xa, cây số 5 phải không, cây số 6 đi. Rồi đây là cây số 6 nè các bạn. Số 6 thì nó mình không có lặt lá nè. Đó, thì cây số 6 nè, nó rất là nhỏ nhưng mà lại có cái bộ đế nè các bạn thấy không? Rồi anh đo cái chiều cao của bộ đế đi. Chiều cao của cái bầu luôn nè. Bộ đế xích ghê luôn. Anh đo hoành này chiều cao anh đo khác chứ. 29 nè. 29. 29 các bạn ơi. Rồi anh đo chiều cao đi. Nha. Cây này nó nhỏ thôi, nó cỡ nửa cổ tay thôi. Rồi hoành 58. 58 à? 118. Rồi 118. Rồi. Rồi, bây giờ sẽ đo cái hoành ở dưới cho các bạn xem nè. Đo cái hoành cho khán giả nó xem. Xích lên chứ cũng được nên dài tại chứ nó hơi khác của đế. Ừ, rồi, tới đó được rồi. Mười mấy, 12 à? 12. Rồi 12. Thì cây mai này nó cái bầu tầm cũng khoảng hai mấy. Anh đo cái bầu coi, đo cái bầu thử hay mấy. Bề ngang như vậy. Nó cái này nó nhìn thấy các bạn thấy không? 24. Rồi 24. Rồi bây giờ mình sẽ quay vòng để cho các bạn xem cái mai này nè. Mai này bán với các bạn giá 500k ha. Đó. Rồi. Gì được rồi, cho khán giả xem. Rồi cây số 6 nha, 500k. Cây số 7. Ừ, cây số 7 chắc cây đó, đó. Đem lên đi. Ừ. Rồi cây số 7. Ờ nè, số 7 đúng rồi. Cây số 7 thì hoành rất là to nha các bạn. Cũng tại vì nó cái bầu nó hơi nghiêng. Cái thật sự nè, thấy không? Xong để em để cho nó ngay ngay lại chút. Ngay là đồ. Ừ. Rồi cỡ đại. Rồi giờ anh đợi. Rồi chiều cao. 81. Chiều cao 81 rồi các bạn. Đây về cành mình không có cắt ra. Đo hoành trên đây nè anh trai. Đo trên đây nè.
nó hoành trên đây nè. Ờ đúng rồi, quay cái đốt dây này. 21 20 đi, cho tính 20 thôi, hoành 20 nhưng bên ngoài chắc rất là to. Cái bầu nhiêu vậy anh trai, đo cái bao đường kính cái bầu coi. Nhiêu? 36. Rồi. Cây này rất là to các bạn, rồi mình quay từ từ để cho khán giả ta xem từ từ thôi. Đó. Rồi cây này giá đó là 750.000 ha. Bán nó về cho các bạn chơi, rất là to nha, thấy gì nhìn ngoài nó quy lực lắm nha các bạn. Đó. Rồi đem xuống đi. Rồi cây này là cây nãy nó số 7 hả? Rồi tới cây số 8. Rồi cây số 8 mình báo giá với các bạn, cây số 8 này 400.000 thôi ha. Cũng đo hoành chứ. Rồi anh đo hoành trước đi anh trai. Cây số 8 400.000 nha các bạn. Nhiều 16. Nhiều. 16. Rồi, cây số 8 16. Rồi đo cái bầu ngang đi, ngang cái bầu đi rồi trước khi đo chiều cao. Nãy nói đo cái hoành nhiêu, 16 à? 16. Nhiều. 31. 31. Rồi chiều cao. Rồi các bạn nào thì 58. Có 58. Nhiều. 58 cao ha các bạn, thì các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ha. Số điện thoại mình sẽ để trên tiêu đề báo giá cũng qua từng cây hết trơn rồi đó. Rồi quay từ từ đi anh trai. Rồi. Rồi các bạn thì 8 cây ha. Thì bây giờ nè, cây này tính giao lưu riêng các bạn, nhưng mà bây giờ sẵn rồi thì sẽ quay cái cây số 9 luôn. Thì cây số 9 thì nó thì cái anh trai cũng đang là viết ra số, có sơ ra không, ra không. Rồi số 9 được rồi. Rồi đem cây số 8 xuống đi. Thì cũng đã báo giá chờ đó các bạn. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ha. Rồi đem cây số 9 xuống. Cây số 9 rồi anh đâu hoành đi. Anh quay vòng cây số 9 rất là cao, các bạn cũng to nè. Đó, thôi bây giờ anh đo hoành trước cho anh em đi. Rồi cái này lặt lá chưa kịp nè các bạn thấy không? Lặt lá chưa kịp, chưa có hết. Ước không phải chứ lặt cái gì. Rồi anh đo hoành này chưa có làm đế lại luôn, giao lưu các bạn luôn. Về các bạn có thể môi nhiêu vậy? 20 ha, hoành 20. Rồi anh đo chiều cao đi. Nhiêu vậy? Về có thể cắt lại. Rồi thước 9. Ủa thước 19 đúng không? Thước 19 nè, đúng rồi. Rồi nè, chi tiền nè các bạn thấy không, đều ha. Thì về cái dọn lại, thì cái này mình chưa có dọn để cho anh em về tự xử ha. Đó, cây xanh lè, lá xanh lè lát chưa có hết nữa, bầu nữa, bứng chưa có làm đế nữa, thì giao lưu luôn. Rồi cây này cây số 9 ha các bạn. Đó, giá 800.000. Anh em nào liên hệ thì ok ha. Đó. Cây số 9. Rồi, thì đó là những cái cây mai mình giao lưu với các bạn. Thì anh em nào giao lưu cây nào thì báo số thì và cái giá tiền giùm mình cái ha, rồi mình giao lưu. Rồi, một lần nữa xin chào tất cả các anh em ha. Đó, thì đây là một số phôi mình giao lưu nè. Nha, quay lại. Đó. Rất là nhiều ha. Rồi xin chào tất cả các anh em nha.